khó khăn tới đâu, dù khổ tới nào, con bao giờ than quán. Tại vì lấy chồng thi sĩ thì làm sao giàu có, thì chấp nhận cái chuyện nghèo khó. Có thi sĩ nào mà giàu khó đâu. Dạ. Nếu mà thi sĩ mày giàu là nhà lầu 3-4 tấm đi xe hơi, dạ, béo vì làm gì ra chất thơ. Cuộc đời thi sĩ là phải bầm dập, phải cay đắng, phải bị tình phụ, phải nghèo khó, khổ sở thì nó mới ra chất thơ. Dạ Bùi Hồ xin chào cả nhà, chào cô bác quý anh chị ạ. Thì theo cái hành trình của mình, cái clip tiếp theo này hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho cả nhà xem về một người nghệ nhân cuối cùng, đó là vẽ bản quảng cáo bằng tay. Thì hiện nay với cái cuộc sống công nghệ hiện đại như thế này thì việc những cái bản quảng cáo, những cái bản up viết như thế này chúng ta không còn là xa lạ gì nữa. Nhưng ở ngay tại trung tâm thành phố Sài Gòn có một nghệ nhân vẫn còn là người được mệnh danh là người cuối cùng vẽ bản quảng cáo bằng tay. Nay thì mình mời cả nhà và các bạn theo chân của mình để đi tìm hiểu về cái cuộc đời của chú và thăng trầm trong cái sự nghiệp vẽ bản quảng cáo bằng tay. Dạ cô bác anh chị, thì người mà mình muốn giới thiệu đó là chú Hoài Minh Phương, người nghệ nhân được coi là vẽ bản quảng cáo bằng tay. Ở đây là cái bảng hiệu của chú. Và hôm nay thì vào một buổi chiều mình có được đây để gặp chú trong cái lúc chú đang ở nhà. Và con chào chú. Dạ. Dạ. Hôm nay lấy ghế ngồi đi. Dạ. Con bỏ dép ở ngoài cái. Mặc dép đi chỗ này chơi. Dạ được rồi chú. Dạ. Dạ con chào chú. Hôm nay thì con rất may mắn khi con được đến đây, con biết được chú. Dạ chú là chú Hoài Minh Phương. Chú năm nay chú bao nhiêu hả chú ha? 72 tuổi. Chú 72 tuổi. Con nhìn chú cái phong cách rất là nghệ sĩ. Tuổi 80 mấy. Dạ. Tuổi 80 mấy gì không? Dạ chú tụng. Dạ đây là ngôi nhà của mình hả chú hả? Không, nhà này thuê. Chú thuê. Cũng 26-27 năm rồi. Dạ. Chú ơi, chú cho con hỏi là con được biết qua thông tin truyền thông á, là chú vẽ bản hiệu hay bản quảng cáo bằng tay đó. Dạ chú vẽ lâu chưa chú? Cũng được 30 mấy năm rồi. 30 mấy năm. Là trước giải phóng đến giờ luôn hả chú hả? Cái cơ duyên nào mà đưa chú đến cái việc công việc này? Phải nói chuyện trên mạng, nói chuyện trên đài truyền hình đó. Dạ. Mình phải xưng tôi. Phải những người phải lớn tuổi hơn mình. Dạ. Chú xưng tôi á. Dạ. Tôi tên thật là Nguyễn Thế Minh. Năm tôi học lớp điện ngũ á, là lớp 8 bây giờ á, tôi hay đi ngang trên con đường Phan Đình Phùng, bây giờ gọi là đường Nguyễn Đình Chiểu. Tôi đi ngang qua nhà vẽ Hoa Huệ, tôi hay đứng xem ông vẽ. Thì hôm qua chị Hoa Huệ nói bộ con thích vẽ lắm hả, nếu con thích thì con rảnh con ghé đi, chú dạy con học vẽ. Ngoài cái ông họa sĩ Hoa Huệ đó, tôi có một người thầy nữa là họa sĩ Vũ Trọng Hợp, là anh em kết nghĩa với ba tôi, coi như hai họa sĩ đó dìu dắt tôi trên con đường hội họa. Mà năm đi ngủ tôi đã sáng tác thơ rồi, tên đặt tôi là Nguyễn Thế Minh. Tôi sáng tác thơ lấy cái bức danh là Hoài Minh Phương. Cái tên Hoài Minh Phương nó gắn bó với tôi đến bây giờ, đến cuối cuộc đời. Cái Hoài Minh Phương là cái nghệ danh của chú. Nghệ danh. Còn cái tên thật của chú là Nguyễn Thế Minh. Chú trước giờ là chú sống ở Sài Gòn luôn hả chú? Nhỏ lớn rồi sống ở Sài Gòn. Dạ, chú xuất thân ở Sài Gòn. Hồi trước thì chú ở bên quận 10 á. Dạ. Đường Triệu Đài, giờ đổi là Ngô Nguyễn, gần chợ Nguyễn Chí Phương, góc Triệu Đài với đường Bà Hạc. Dạ. Lúc mà chú học cái lớp đại ngũ đó, là lúc đó là chú bao nhiêu tuổi? Cũng 14 tuổi. 14 tuổi, vậy thì sau một thời gian khoảng bao lâu thì chú lành nghề, chú ra vẽ mướn? Dạ, hồi đó một buổi đi học, một buổi phụ ông họa sĩ Hoa Huệ, ông vẽ.
ông họa sĩ Qua Huệ có một thằng con trai duy nhất á, thì ngày xưa vẽ bản bằng cái khung gỗ con thì con giàu, trước khi vẽ phải sơn chấm xét, thì con ổng thì nó lại không có thích vẽ, ổng sai nó làm thì nó làm coi như trả nợ thần kia, nó đóng cái bản dựng, nó đóng méo xẹo làm như cái bản ngước nhìn trời á. Thì khi mà chú tới học vẽ, vừa vẽ với ổng rồi ổng thấy tánh tình mình hiền hậu, rồi mình đam mê vẽ như thế, ổng mới truyền lại, có giống như là truyền nhân nha. Đó thì đến năm mà chú thi chú tài thì chú mới không có tiếp tục vẽ cho ổng nữa, tại vì đại học vấn á, thi á, thì hồi sau mà giải phóng á thì chú có đi làm cơ quan, thời gian cũng gần 10 năm thì cơ quan giải thể, chú mới ra mở cái mặt bằng mở một nhà. Nhưng mà hồi nghỉ cơ quan thì được có 700 đồng thời bấy giờ lương cán bộ nhân viên, mình đội nhân viên thì khoảng 45-50 đồng. Thì cái thời gian đó mình cũng lâm vô cái cảnh khó khăn, mở vòng vẽ ngoài cái năng khiếu ra mình cũng có vốn đầu tư mướn mặt bằng, rồi mua cái máy khoan Trung Quốc có 140 mà cũng không có tiền mua, thành ra mỗi lần làm cái gì phải mướn người ta gia công. Ồ, phải nói là cũng gian nan chú ơi. Vậy thì trước khi mà chú thực hiện cái việc mà vẽ quảng cáo khi mà Pháp nó sang đó, là nó lúc đó thì cái quảng cáo của mình, cái bản hiệu của mình đó là quảng cáo của Hoa Hình Đức là bản nó mới thịnh hành, là và lúc đó thì công việc của chú phải nói là khi mà lúc đó là chú đã vẽ bản quảng cáo chưa, hay là chú chỉ là một nghệ nhân vẽ những cái tác phẩm khác thôi? Thì đó cũng là vừa vẽ quảng cáo vừa học vẽ tranh đó, nhưng mà cái vẽ quảng cáo thì nó là tranh, tại vì mình mở phòng tranh đó, thì cái vốn đầu tư nó lớn dạ. Mà trong khi vẽ quảng cáo thì cái thể mình sinh kế hàng ngày. Ngoài cái vẽ quảng cáo, chú còn có một cái nghề tay trái là bông gân cành xưa, nghề gia truyền. Thì khi mà cơ chế thị trường, khi mà công nghiệp quá, bắt đầu nó có máy cắt bề cam, máy in, thời gian đó cái nghề vẽ cũng đâm vô cảnh bế tắc, nó giống như cuối mùa hoa nở, giống như cải lương bây giờ, em nào đi hát cải lương là đói. Bây giờ lớp trẻ đâu có coi cải lương nữa đó. Thì sau này á, thời gian đó chú cũng khổ lắm, bế tắc nhiều bữa không có tiền đi chợ, phải nấu cháo trắng ăn hủ uống chừng cơm. Nhưng mà được cái an ủi là thím á, hồi xưa yêu chú Qua những dựng thơ, thì dù khó khăn tới đâu, dù khổ thế nào, cô không bao giờ than quán, tại vì lấy chồng thi sĩ thì làm sao giàu có, thì chấp nhận cái sự nghèo khó. Có thi sĩ nào mà giàu khó đâu dạ. Nếu mà thi sĩ mày giàu là nhà lầu 3-4 tấm đi xe dạ. Hơi béo vì làm gì ra chất thơ. Cuộc đời thi sĩ là phải bầm dập, phải cay đắng, phải bị tình phụ, phải nghèo khó khổ sở thì nó mới ra chất thơ. Cuộc đời mình em chui có cái gì mà ra thơ được đó. Thì thường những người mà thi sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ hay soạn giả, giống như soạn giả Hà Thị Hoa Phượng hồi trước yêu bóng là hai soạn giả nổi tiếng về cái lương, nhưng mà cuộc đời cũng nghèo khó, cũng lên ở lên nhà, cũng mướn nhạc nhạc sĩ Đức Phương nha, lúc chết hai bàn tay chắc không có gì hết, chỉ có ca sĩ thì dạo chứ nhạc sĩ thì nhạc sĩ với là những người mà sống trong cái lĩnh vực lãng mạn nó đam mê chứ. Thường những người mà sống suy tư á, nói chung là sống vì nghệ thuật, cái đa số là nghèo, họ chỉ tạo dựng được một chút thanh danh, chứ đời sống vật chất thì đa số là nghèo khó. Chú ơi, cho con xin phép như thế này, trong cái lời nói của chú thì chú vừa nói giống như là vừa đụng vô cái chất thơ, thì chú có nói với con là chú là một thi sĩ, là một nhà thơ. Vậy thì cái việc mà nhà thơ với lại vẽ như thế đó là chú học song song, thơ là khi nào chú mới sáng tác ra được những cái bài thơ, hay là lúc
14 tuổi là chú đã bắt đầu làm thơ rồi. Bắt đầu làm thơ rồi. Thành ra coi như thơ với vẽ nó đi song hành. Mà cái bút danh Hoài Minh Phương á, nó gắn liền với cuộc đời chú cho đến cuối đời. Có những khó khăn á, bạn đồng nghiệp của chú á, đa số là bỏ nghề, tại cái nghề này rất là khó sống. Dạ. Rồi số thì đã qua đời. Rồi mấy đứa con chú nói thôi ba lớn tuổi rồi, ba nghỉ ngơi đi rồi tụi con cũng dưỡng. Mà nhưng mà nói thật ra thì hai đứa con đầu lòng á, nó có vợ, nó ở trên Đức Hòa Long An á, nhà chú trên, nó gửi hai đứa con nó cho ông nội bà nội giữ. Hồi 2 tháng tuổi mà nhỏ gái năm nay học lớp 7 rồi, 12 tuổi. Rồi thằng trai này học lớp 1. Rồi nó giống như cái nghiệp theo thuyết nhà Phật ta gọi là nghiệp. Đã là nghiệp thì nó đeo mang cái cuộc đời gắn bó với cái nghề đó. Ví dụ như một người nào đó sanh ở vùng sâu, vùng xa, ít học, nghề không có, nghèo khổ, không vốn liếng thì phải bán sức lao động mà để mà phụng sinh. Có ai muốn lớn lên mình đi hốc cát hay mình đi móc công không? Không, nhưng mà ai cũng mơ là bác sĩ, kỹ sư để xã hội trọng vọng. Nhưng mà nếu mà mình ở trong cái hoàn cảnh cái người đó mình cũng vậy thôi. Chữ nghĩa không có, nghề ngẫm không, vốn liếng không thì phải bán sức lao động mà muốn sinh thôi. Ồ, vậy nói là chú ơi, hiện nay thì cái chú nói cái nhà này là mình mướn hả chú hả? À, thôi cũng mình 27 năm. Chú có nhà ở bên Đức Hòa, Đức Huệ. Đức Hòa, Long An. Đức Hòa, Long An. Mình thuê ở đây là 27 năm. Dạ. Cái của hiện nay thì cái cuộc sống người, cái bảng quảng cáo nó công nghiệp quá rồi. Nó làm phải nói là tốc độ phải nói là khủng khiếp. Vậy thì những người mà người ta ở gần đây với chú này, người ta có còn đặt hàng quảng cáo cho chú không? Ông từ ngày mà báo đài, cái đài truyền hình VT3 đầu tiên á, nó có triệu chú rồi, chú vẽ cái cửa hàng của người Pháp bán sô-cô-la với cà phê ở 167-69 km á. Dạ. Đó. Thì đâu khoảng tháng sau thì tất cả các đài truyền hình tới đây làm phóng sự. Đài VT1, VT4, đài Việt Nam, đài Quốc hội, đài Quân Bình. Mua coi như là tu đây rồi tất cả, rồi có cả đài Loan. Khi mà chú sống với một cái đam mê mà cuộc sống của chú vẫn còn bây giờ, con cảm thấy như nếu như mình ở nhà thuê như thế này cũng vất vả, thì chú có cảm thấy mình hài lòng với cuộc sống của mình không chú ạ? Lòng là mình hài lòng. Đam mê mình còn thầm trọ, đó là niềm vui cuối đời. Còn cuộc sống vật chất thì đương nhiên là nó khó khăn. Tím thì bệnh suy tim, chú thì ngày vẽ tranh á, té gãy tay. Rồi trong thời gian mà mình bó bột, mình nằm viện á, thì cả tháng mấy em mà vẽ bạn á, nó không có hối thúc gì. Nó xui cái là chú có tính cẩn thận. Cái ngày hôm đó mình chỉ một phút giây bất cẩn mình trả giá quá. Chú ngồi lên cái ghế cao á, tay cầm cọ, tay cầm tráng sơn. Khi nghe chuông điện thoại báo á, thì thay vì chú tụt cái đất chú nghe, chú ngồi đó móc điện thoại, cái vừa mình vừa chót mất cắt bằng á, đập ngang gãy tay. Gãy tay rồi cái đầu đập vô cái chân giàn giáo mà. Thành ra rồi mình không có thời gian dưỡng thương cái sức khỏe mình ra. Cái hồi chú vẽ cho cà phê của hai vợ chồng người Pháp á, cái anh quản lý người Mỹ, thì lúc đó mình còn da còn thịt, bây giờ mình giống như kỹ ngâm rượu. Lúc đó là chú bị tai nạn là lúc đó là chú bao nhiêu tuổi? Hai năm trước. Hiện bây giờ chú không còn vẽ được nữa hả chú? Còn không? Bây giờ cũng còn vẽ được. Ba thằng con, thằng trai trưởng với thằng trai út, thì nó lại không có khiếu năng vẽ, nó lại không thích nghề này, chỉ có thằng giữa là theo chú nó nấu nghiệp thôi. Thì những cái gì vẽ giờ chú giao cho nó, mình chỉ
làm cố vấn hay cái gì khó. Chú ơi, tại sao con có câu hỏi như thế này? Cái nghề là nó nghiệp, là nó đam mê đối với mình, gắn bó với mình. Nhưng mà đặc biệt đối với cái nghề vẽ như thế này, công nghệ hiện đại nó như thế này, việc mà vẽ tay nó không còn thịnh hành như lúc mà khoảng thập niên 90 của thế kỷ trước nữa. Vậy tại sao chú lại định hướng cho con của mình, cái người con giữa lại đi theo cái nghề vẽ này? Không ra, khi mà không phải nghề vẽ mà bất cứ ngành nghề, rồi trong những cái chuyện mà kiếm nghiệp như vậy, cái người cha khi mà hiện cái cơ đồ không xong cũng khí thác à, cho nên đứa con sau này nó kết tục là hai ngày vậy à, cũng mong con mình nó kế nghiệp rồi nó phát triển cái ngành nghề đó à, như cả đời mình đã tạo dựng những cái cơ nghiệp như vậy thì nó giữ được cũng là tốt rồi à.